Dạ, hôm nay điện tử đại phố xin test một cái bộ loa kéo có công suất từ 250 đến công suất max của nó là tới 450 ha. Cái này bộ loa kéo này nó có phần loa cô rất là hay ha, nó tuyệt vời. Đây nó gồm có tất cả các nút như sau: phần mid, phần nhạc trước ha, nhạc nó có 3 nấm chỉnh, volume, bass, treble, phần echo nó có 5 nấm chỉnh ha. Thì đây von, mid, bass, mid, treble mid, bass mid, delay, echo. Ngoài ra có một cái von chỉnh dùng để dùng guitar ha. Đây nó hỗ trợ hai cái micro có dây, hai cái cổng vào guitar. Ngoài ra bên trong nó có hỗ trợ cái bass gắn micro không dây ha. Đây mình đã gắn với một cái mặt thu micro không dây. Đây mình đang test với cặp mic hồng, mình có đang bán trên web ha. Ok, cái mặt này nó vừa chạy bình vừa chạy điện được điện 220 ha. Thì đây mình đang gắn song song hết luôn. Thì ở đây đang trạng thái là nó đang sạc bình ha, tại bình nó đang còn yếu, vừa sạc thì chạy luôn, vừa sạc bình và vừa chạy điện 220. Ok ha. Thì mình đang quấn với cái lô full 4 tắc luôn, chạy 4 tắc. Công suất lo hiện nay ở đây là 150 đến 650W. Okay. Đây có Bluetooth đầy đủ. Rồi, giờ mình test nhạc trước ha. Demo tới đây ha, mình chuyển qua demo phần karaoke. Hello. Nhịp khí
Nhạc test lo chỗ này. Rất là tốt ha. Thì ở đây mình có thể là thiết kế cho thùng loa 3 tấc hoặc là 4 tấc đều được ha. Ok, tất cả sản phẩm này mình đều đang trên trang web linkkiendiencetu.com.